Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2022, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hôm qua, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học, luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trực tuyến. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Dự tại điểm cầu tỉnh Cà Mau có đồng chí Huỳnh Quốc Diệt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí đại diện đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện ban lãnh đạo các ban đảng tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, các đồng chí trong ban giám đốc công an tỉnh, lãnh đạo các đơn vị công an huyện, thành phố Cà Mau và công an các xã phường thị trấn. Tại hội thảo, đại biểu của các tỉnh, thành phố đã đưa ra nhiều tham luận, ý kiến phát biểu và phân tích cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn để làm rõ sự cần thiết phải xây dựng, ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là lực lượng làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở. Đây cũng chính là một yếu tố quan trọng trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đối với luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhiều đại biểu cho rằng an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ là các lĩnh vực rất lớn, mục tiêu đối tượng điều chỉnh khác nhau, nhưng lại được điều chỉnh trong cùng một luật, dẫn đến không thể quy định đầy đủ, cụ thể, rõ ràng nhiều nội dung quan trọng thuộc từng lĩnh vực, phải ban hành rất nhiều văn bản dưới luật để hướng dẫn thực hiện. Vì vậy, việc xây dựng dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là cần thiết nhằm đưa ra những quy định cụ thể, rõ ràng hơn. Phân công rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và cảm ơn các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, và khẳng định việc ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là hết sức cần thiết. Bộ Công an, ban soạn thảo dự án luật sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tại hội thảo để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện cho phù hợp trước khi trình Quốc hội cho ý kiến vào phiên họp sắp tới của Quốc hội khóa 15. Sáng nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Quỳnh Khải. Dự thảo nghị quyết áp dụng đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị định 20 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Các cơ quan tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan trong việc trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Về mức chuẩn và mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh là 360.000 đồng một tháng, mức trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thực hiện bằng mức tối thiểu theo Nghị định 20. Đối với kinh phí thực hiện được đảm bảo từ ngân sách của Trung ương và ngân sách địa phương theo quy định. Việc tổ chức thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai và Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết. Để hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 năm 2022 với chủ đề Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới, Sở Công Thương tỉnh Cà Mau đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 140 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Theo đó, các hoạt động vì quyền người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện xuyên suốt cả năm 2022, đặc biệt vào khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, các mùa mua sắm hoặc vào các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường. Riêng các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 sẽ được tập trung tổ chức cao điểm từ trung tuần tháng 3 và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, hiện nay, trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao đột biến theo từng ngày, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng rất cao. Thực hiện công văn số 564 ngày 5 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 và công văn số 1046 ngày 2 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người, đồng thời chủ động phòng chống và kiểm soát có hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.
Hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 năm nay, Sở Công Thương đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ưu tiên thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, tổ chức hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng bằng hình thức trực tuyến thông qua các cơ quan truyền thông, treo băng rôn khẩu hiệu tại địa điểm các cơ quan, đơn vị nhằm kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chung tay thực hiện trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp cùng chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền phòng chống xuất nhập cảnh trái phép cho người dân tại một số địa bàn vùng nông thôn trong tỉnh và tặng quà cho những hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tại các điểm đến, đoàn đã tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền đến người dân những quy định của pháp luật về xử lý hình sự, hành chính liên quan đến hành vi vi phạm về xuất nhập cảnh trái phép, tuyên truyền về những phương thức thủ đoạn của các đối tượng tổ chức môi giới, xúi dục người khác xuất nhập cảnh trái phép và những rủi ro khi xuất nhập cảnh trái phép để người dân biết phòng ngừa, không để các đối tượng lợi dụng xúi dục xuất nhập cảnh trái phép, chủ động cung cấp thông tin và phối hợp cùng cơ quan chức năng khi phát hiện đối tượng có hành vi lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn người dân xuất nhập cảnh trái phép. Nằm trong chương trình hoạt động, đoàn đã tổ chức tặng 50 suất quà cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Sáng ngày 15 tháng 3, huyện Nam Căn long trọng khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5. Tham gia Đại hội Thể dục Thể thao huyện Nam Căn lần này có trên 350 vận động viên đến từ các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các xã thị trấn, doanh nghiệp trên địa bàn. Tranh tài ở 9 nội dung thi đấu gồm cầu lông, quần vợt, bóng đá, cờ tướng, bi-a, kéo co, đẩy gậy, nhảy ba bố và chạy 100m. Đại hội Thể dục Thể thao huyện Nam Căn sẽ diễn ra trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 3. Đại hội là dịp để gắn kết tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, phát hiện thêm những nhân tố mới để tham dự Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh tổ chức trong thời gian tới. Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, xã Đoàn Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển khởi động tháng thanh niên, ra quân lắp đặt trụ và mắt bóng đèn thắp sáng đường quê. Tính đến nay, nhiều tuyến đường nông thôn ở xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển được đoàn viên thanh niên cùng góp sức và trực tiếp vận động mạnh thường quân hỗ trợ để thực hiện chương trình mang ánh sáng văn minh đến nhiều ngõ xóm. Qua các công trình thực hiện, đến thời điểm này, các xã đoàn, thị trấn đã kéo trên 5.000 mét dây điện, mắc hơn 300 bóng đèn đường kết hợp với hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Những tuyến đường thắp sáng đường quê đã ghi dấu ấn đẹp trong hành trình xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ, góp sức vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Mặc dù hiện nay xăng dầu trên thị trường tăng giá kỷ lục đã tác động trực tiếp đến mặt hàng thủy sản của bà con nông dân, nhưng giá cua thương phẩm ổn định ở mức cao, người dân phấn khởi khi tăng thêm lợi nhuận từ những vụ nuôi. Tại huyện Cái Nước, hiện cua gạch thương phẩm được thương lái thu mua dao động từ 450.000 đồng đến 500.000 đồng một ký, cua y từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng một ký, cua yếm vuông từ 200.000 đồng đến 220.000 đồng một ký. So với cùng kỳ năm trước, giá cua thương phẩm trên thị trường ổn định ở mức cao, bà con nông dân rất phấn khởi. Nuôi cua sen canh trong vuông tôm chủ yếu đầu tư cua giống là chính, còn nguồn thức ăn cho cua được tận dụng cá tạp có sẵn trong vuông tôm, không phải tốn thêm chi phí. Đây được xem là mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao, được bà con nông dân huyện Cái Nước duy trì và nhân rộng trên 20.000 hecta. Trong đó, có nhiều hộ áp dụng nuôi theo hình thức thâm canh, tăng năng suất và sản lượng cua thương phẩm nhằm nâng cao hiệu quả, phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, huyện Đầm Dơi có diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 62.000 hecta, trong đó diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến hơn 43.600 hecta, diện tích nuôi tôm rừng hơn 5.100 hecta, diện tích nuôi tôm quảng canh truyền thống hơn 12.000 hecta, còn lại là diện tích nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh hơn 2.000 hecta. Để chủ động giúp người dân nuôi tôm hiệu quả cũng như quản lý chặt chẽ môi trường nuôi ổn định, huyện sẽ tiếp tục nắm chặt tình hình sản xuất, chỉ đạo chặt chẽ công tác đăng ký kê khai sản xuất ban đầu. Từ đó tập trung tuyên truyền về hướng dẫn điều kiện, quy trình kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra xử lý đối với các hộ nuôi chưa đủ điều kiện và kiên quyết không cho thả nuôi đối với những hộ không đủ điều kiện khi chưa khắc phục xong. Ngoài ra, vận động và hỗ trợ người dân thành lập tổ hợp tác xã, sản xuất, mang tính cộng đồng, tiến tới liên kết với các doanh nghiệp cung ứng đầu vào và sản phẩm đầu ra để tranh thủ hỗ trợ vốn, đầu tư trang thiết bị, tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, còn nhiều tin bài thời sự khác, chi tiết, mời quý vị và các bạn tìm đọc trên báo Cà Mau số ra vào hôm nay.
Bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.